các bạn một cái món ăn hơi hơi lạ, đó là món mình làm thử nha. Nó là món vịt nấu Coca-Cola, và bữa nay là mình lần đầu tiên mình nấu thử nên mời các bạn cùng xem mình nấu như thế nào và ăn có được hay không nhé. Xin mời các bạn cùng xem. Cái món vịt quay Coca-Cola của em nè cả nhà ơi, nhìn hấp dẫn chưa? Bây giờ em sẽ ăn thử coi nó ngon hay không nha. Bây giờ em mời cả nhà cùng ăn với em nè. Bây giờ em sẽ ăn thử cái đùi nha các bạn. Đây là vịt quay Coca-Cola. Em để em ăn em cảm nhận nha. Ngon lắm các bạn ơi. Bạn thấy chưa, ngon tuyệt vời luôn. Hãy làm thử giống mình ăn đi nha. Món mới rất là ngon. Thịt vịt khử tỏi cho thơm xong rồi bỏ vô miếng muối, miếng bột ngọt, chế nước coca vô, xong rồi mình nấu cho kẹo với nước lại thì sẽ ra một cái đùi vịt thì Coca-Cola rất là ngon. Ngon. Một cái món ăn rất là dễ. Đây, dầu nóng lên mình cho tỏi vào. Dầu nóng lên ha, mình cho tỏi vô xong rồi mình sẽ bỏ vịt vô thử. Cho tỏi nó thơm lên thì mình bỏ vịt vô. Mình có một con vịt mà mình chia làm 3 món luôn các bạn. Một một nửa con thì mình luộc chấm mắm gừng, và nửa con thì mình kho để ăn cơm. Thì mình lấy ra một cái đùi mình nấu thử cái món vịt nấu Coca-Cola quay á, giống như vịt quay vậy đó, nhưng mà mình quay bằng Coca-Cola thử coi nó ngon hay không. Nói chung là mình làm lần đầu tiên á, các bạn cùng xem thử mình nấu cái món này nó hơi lạ nhưng mà ăn có ngon hay không nha. Bây giờ tỏi vàng là bây giờ mình cho thịt vịt vô. Mình là các bạn, bây giờ tỏi vàng mình bật lửa lại. Bây giờ tỏi vàng này ha, mình sẽ cho vịt vô. Mình khử cho thịt nó thơm. Đây, một cái đùi này để mình nấu Coca-Cola, quay Coca-Cola nè các bạn. Bây giờ mình để cho mình khử đi. Khử xong rồi mình lấy ra đi mình quay. Vịt mua trong siêu thị nào các bạn rất là mập luôn, thịt không à. Mua trong siêu thị á, vịt nó, vịt nó tươi, nó ngon hơn mình mua ngoài chợ. Một con như vậy là cỡ 200.000 tiền Việt Nam mình. Bên Việt Nam mình bây giờ con vịt mua cái tiền mình không biết nữa. Các bạn, bây giờ là cái đùi mình đã khử chín rồi. Bây giờ mình đổ Coca-Cola vô nè.
Đây mình dùng một cái Coca-Cola này mình bỏ vô trong đây. Mình sẽ khìa cái đùi vịt này coi nó ăn ngon cái này. Cho vô đây một miếng muối bột ngọt. Quay Coca-Cola món mới nha các bạn. Nếu như mà làm thành công thì các bạn làm mình khử tỏi, cho nó thơm, cho nó săn thịt lại, xong rồi mình phải bỏ Coca-Cola vô, mình để nắp lại. Giờ mình chờ cho cái Coca-Cola này nó cạn lại nha các bạn. Còn bên đây mình nước màu từ Việt Nam đem sang nè các bạn, được với bản thân về Việt Nam tặng cho hũ nước màu. Ở nước ngoài mà được nó hũ nước màu dừa rất là quý các bạn ơi. Bây giờ là cái nước nó đã cạn lại nè. Đây nè các bạn, hai con cái đùi vịt nó đã cạn lại rồi. Bây giờ mình thấy đảo liên tục để nó khét. Công nhận tưởng không, ngon, ai dè mà ngon không tưởng luôn cả nhà ơi. Con Milo của em nó thấy cái đùi của em ngon nên nó dành ăn. Ngon đến cả tuyệt vời. Mà cái món này á ăn với lại cái gì ta? Ăn lại bánh mì. Ăn lại bánh mì cũng ngon lắm á. Thôi em bye bye cả nhà nha.